ันก็จะฟูยังไงmua đồ này phải trả giá này, không thì nó chặt cổ này. Cái không khí ở Mỹ cũng vẫn là trong phòng hay cái gì ở Mỹ cũng vẫn là trong phòng hay. Nó được ở Mỹ thì Mỹ chuyện tình khác. Ông cha lì là chiếc việc đó là cái mua nhà đất ở dưới quê ra qua bỏ trong bán đời. Cái gì dưới là nó vẫn đang đi vẫn vẫn còn. Cái gì đã đi về bên Mỹ rồi là tính về được về già đi Mỹ ở thì không. Xong rồi đi thử oxy rồi đó tùm lum hết đi thử oxy nó tức là tập